Xong đây con xin xuống núi, có buổi thuyết pháp ở dưới chùa. Ta biết rồi, con cứ đi. Nghe nói đồng lâm đó. Dạ, con có được báo trước, nhưng con quen rồi, xin thầy đừng lo. Tiếng lành đồn xa, sư trẻ lên núi thông tuệ, lào thông kinh kệ, thông tỏ Phật pháp, Phật tử lần lượt kéo về, ta mừng lắm. Dạ bẩm, con còn xa lắm mới đạt được cảnh giới như thầy. Con biết rõ, con bây giờ được yêu thích hơn ta, nhưng phải lo giữ sức nữa. Con tạ ơn thầy đã lo cho con, nhưng mà con còn khỏe lắm. Với con, được yêu thích là hình tướng. Con muốn bản thân con tu hành thọ đắc, nhưng mà con chỉ còn một băn khoăn nhỏ thôi. Ta tưởng lâu nay con vui với tiếng kệ lời kinh, còn băn khoăn điều gì nữa? Dạ, con cũng đã theo thầy lên đây tu luyện đã hơn 30 năm rồi. Không tạng kinh nào mà con không thuộc, thiền định, chánh niệm, giới luật đâu ra đó. Vậy mà con cũng không biết sao vẫn chưa tu thành chánh quả. Tưởng gì, ta cứ nghĩ là con đã dứt được suy nghĩ đó lâu rồi. Tại sao phải dứt thưa thầy? Tu là để thành Phật, bao nhiêu đó thời gian, công phu mà chưa đạt, vậy chắc là phải còn thiếu gì đó. Con rất muốn biết là để con không bị mang tiếng là dụng đường tu. Con thật sự rất muốn đạt thành chánh quả. Ta tu hành tới nay cũng gần hết đời người rồi. Ban đầu thì cũng tự hỏi như con vậy. Con cũng có thắc mắc đó. Con còn sơ sót, chứ còn thầy xem như hoàn hảo. Nhưng mà tại sao... Để ta nói hết. Từ lâu ta không còn ưu tư đó. Hạnh phúc là con đường. Ta đang hạnh phúc vì ngày ngày gắn bó cùng kinh sách. Ta tự nghĩ đó có thể là y trên muốn ta cùng con với Phật tử lâu dài. Thành Phật hay không, đủ giờ đủ khắc thì tự nhiên đến, không cần phải thắc mắc gì nữa. Nhưng mục đích của tu hành là đạt thành chánh quả. Nếu không đạt được thì hoặc là sai sót, hoặc Phật đã quên mất thầy trò mình rồi. Thưa thầy, con muốn qua tỳ trúc một phen. Tới mức đó lần sau. Bạch thầy, hôm bữa con có nói với thầy chuyện đi tỳ trúc, con đã nung nấu lâu rồi. Hôm nay nói ra con lại càng thấy quyết tâm. Con tính hai bữa nữa lên đường, con xin thầy cho phép. Dạ sư phụ. Sư phụ tính đi tây trúc hả? Cho con đi với. Không phải là chuyện giỡn, con đừng nói leo. Dạ con nói thiệt mà. Cho con đi với. Con đi con hộ thầy. Hoan hỷ, cảm ơn con. Giờ để ta bàn với đệ tử ta một chút vậy. Dạ, dạ sư ông. Sư ông nhớ nói với thầy giúp con nha sư ông. Con muốn đi tỳ trúc để ngắm Phật đó sư ông. Đã nói là không phải chuyện chơi, không tu hành là vô danh trước mặt Phật. Gặp Phật để làm gì? Sư phụ ơi, con muốn đi. Con có thể khiêng đồ giặt giũ, nấu ăn cho sư phụ nha sư phụ. Được rồi, để ta ráng nói coi sao. Dạ, dạ, dạ con đi. Sư phụ, không được. Đã cất công đi, phải chắc được nhiều phần. Đằng này, anh ta ngờ ngợm đi đứng như vậy vô ích. Sư ông tu hành cả đời, còn chưa thấy gì. Còn anh ta... Con lầm rồi. Trên đời này, từ nhánh cây đến hòn đá, không ai, không gì vô danh dưới mắt Phật. Con cứ cho tứ đi theo để bầu bạn. Tuy là thân thể không lành lặn, nhưng tâm nó tốt không ai bằng, sẽ đỡ đần cho con được nhiều đó. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe. Phật. Con đi, hy vọng còn có ngày quay về, thầy trò ta gặp lại. Dạ, thưa sư ông con đi.
thầy trò ta đương nhiên sẽ gặp lại. Nếu không phải ở đây thì cũng trên nước Phật. Ý đã quyết, càng cản càng thêm nung nấu. Vậy con cứ đi đi, đừng lo cho ta. Thưa thầy, mong thầy không giận con. Ta không giận, nhưng chỉ lo cho con. Đường qua Tây Trúc thâm thẳm dịu dợi, quá nhiều gian nguy. Sức con thì không được khỏe lắm, chỉ mong con được bình an. Hai thầy trò giúp nhau đi tới nơi về tới chốn. Tạ ơn thầy, xin phép thầy con đi. Thưa sư ông, con đi. Sao thầy? Thầy đi đi. Dạ, con mời thầy uống nước. Ăn gì được. Chỗ này trơn lắm đó. Thầy ơi, con đang thổi cơm. Khi nào cơm chín á, con dâng lên cho thầy dùng nha thầy. Dạ. Thầy ơi, thầy cho con hỏi chút xíu nha thầy. Khi nào mà thầy đi gặp được Đức Phật á, thầy tính hỏi thì sao? Ta tính hỏi xem tại sao ta tu hành đã lâu vẫn chưa đắc đạo. Ha, con cũng thấy lạ. Thầy á thì quá xứng đáng rồi, với lại sư ông nữa. Vậy mà sao hai người vẫn chưa đắc đạo? Sư ông thánh thiện nhưng hơi an phận, nhưng mà sức cũng đã yếu rồi, muốn đi cũng đâu đi nổi nữa. Ta còn trẻ khỏe, ta phải tranh thủ đi thôi. Dạ biết vậy, hồi đó con cũng tu luôn. Nhưng mà không sao, bây giờ con đi với thầy rồi, con mà được gặp Đức Phật một lần con chết cũng vui nữa. Ta cũng ái ngại cho anh theo ta cực khổ, nhưng mà cũng chẳng để làm gì. Dạ không. Thôi thì coi như tích đức cho kiếp sau vậy. Dạ thôi, thầy ngồi nghỉ đi. Để con thổi cơm chín rồi cũng mời thầy dùng. Với lại còn canh thú dữ ở đây luôn, cho thầy nghỉ ngơi. Đi xa mà không nghỉ ngơi á, thầy mệt thầy đi không nổi đâu thầy. Anh cũng phải ngã lưng, anh cứ nhường cho ta. Rồi còn anh thì sao? Dạ không sao, con quen rồi thầy. Dạ thầy ngồi nghỉ đi nha. Lão bá. Thầy kiếm ai? A-di-đà Phật. Tôi đang trên đường đi qua Tây Trúc, nhưng mà sao tới đây ngờ ngợ. Lạc xa rồi, ngã qua Tây Trúc cách đây mấy ngày đường.
thầy trò nên quay lại đi. Tội nghiệp, đi giày biết chừng nào mới tới được Tây Trúc. Bây giờ sao thầy? Phải quay lại thôi. Không sao, mình đi tiếp nha thầy. Thầy à, thầy thấy sao rồi? Trời đất ơi, sao thầy nóng quá vậy? Thầy ơi, thầy bị sốt rồi. Bây giờ thầy ngồi đây, để con đi tìm xung quanh coi có ai giúp không nha thầy. Con chờ tới bao giờ nữa? Cũng quá trễ rồi, ta phải đi. Nhưng mà thầy... Thôi thầy ráng nha thầy. Từ từ thôi thầy. Thầy ráng đi nha thầy. Mau đi đi, nhìn lên. Dạ dạ. Thầy ơi, thầy. Thầy. Hình như là con nghe có tiếng người á thầy. Ôi rồi, ta cũng có nghe. Hay là con đi coi có ai không? Dạ dạ. Thầy ơi, hình như là từ cái hướng đó đó thầy. Nhưng mà thật ra con chỉ hướng nào? Dạ dạ dạ, hướng đó đó thầy. Ta mau đi. Dạ. Đi thầy. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Cho tao hỏi có ai ở nhà không? Ủa con, hồi nãy ta nghe thấy có tiếng khóc trong nhà phải không? Phải rồi, con khóc đó. Mấy ông là ai? À, con ơi, con cho ta với thầy ta tá túc một đêm được không? Ủa mà mấy ông là ai vậy? Tới đây chi? Đi đi, đi, đi lẹ đi. À, không con, đây là nhà sư qua Tây Trúc kiếm Phật đó. Thầy trò ta đang mệt lắm, cho thầy trò ta tá túc một đêm được không? Có người lớn ở nhà không con? Người lớn ở nhà này là nãy giờ lớn chuyện rồi. Đã nói rồi, mấy ông đi đi. Đi lẹ đi. Nhưng mà thầy ta đang mệt lắm, thầy ta cần phải nghỉ ngơi. Chủ nhà này là ác lai chuyên ăn thịt người. Hả? Mà mấy ông đi lẹ đi. Ông về tới mấy ông chết luôn đó. Vậy chúng ta đi mau. Vậy giờ sao? Thôi mình đi. Thôi mấy ông đừng có đi, ông về tới rồi kìa. Đâu đâu. Thôi ông với thầy, ông với thầy đi theo con đi. Lẹ lên. Nhanh lên thầy. Này ở đây có an toàn không vậy? Ông với thầy ngồi yên trong đây, đừng có nhúc nhích. Ông mà nghe được là ông đánh hơi được là chết không tàn thây đó. Sao hồi nãy ta nghe con khóc? Dạ đúng rồi. Ủa, con nói chủ nhà này là ác lai, vậy là con bị bắt phải không? Ủa vậy sao ác lai không có ở nhà, con không bỏ trốn đi, con ở lại khóc làm gì vậy? Sao mà được, ông bắt con về đây để khóc mà. Để khóc chi vậy? Thì con là con chim mồi. Hả? Chim mồi là sao? Nhiệm vụ của con á là khóc cho lớn, để dụ người qua lại lật vô đây để cho ông ăn thịt, mà không có ai thì ông sẽ ăn thịt con đó. Thầy ơi, vậy là chết chắc rồi thầy ơi. Rồi giờ sao? Ông về tới rồi, núp đi. Ông mới về. Nên. Má ơi. Dạ. Hôm nay người khóc kiểu gì lạ vậy? Thì mỗi ngày mình phải có một kiểu khóc mới chứ ông, thì mới thu hút người ta vô cho ăn thịt mới đúng chứ. Cũng được.
ta nghe có mùi thịt. Dạ, dạ thì thịt ông đem về đó không có mùi con muỗng. Không phải, đó là mùi thịt người. Dạ, chắc là mùi của con đó ông. Không phải, mùi của ngươi chua lắm. Cái mùi này chua nặng hơn. Dạ con khóc hoài á, nó đổ mồ hôi nên mùi nó nặng hơn một chút. Lúc về gần nhà ta không nghe mày khóc làm sao? Dạ thì lâu lâu ông cũng phải cho con nghỉ để con uống nước mới có nước mắt khóc tiếp chứ. Im. Ừ. Thầy ơi, hay là bây giờ mình chạy đi thầy. Chạy đi đâu? Chạy cũng làm sao lại nó không được chứ, bây giờ làm sao, không lẽ ở đây chịu chết? Thầy còn phải đi gặp Phật nữa mà. Cũng là tại ta, phải chi ta ăn phận như sư phụ, vui với kệ kinh thì bây giờ. Thầy ơi, con thấy đi vậy cũng vui mà thầy. Không sao đâu thầy, thầy đừng có lo. Thầy đừng có sợ, có con ở đây rồi. Mạng của con không có đáng giá. À, thầy mà có tới được đất Phật á, gặp được Đức Phật, thầy nhớ lại Đức Phật giùm con một lại nha thầy. Thầy nói với Đức Phật á là kiếp sau con sẽ tu thành chính quả giống như thầy nha thầy. Anh tính làm gì? Thầy cứ yên tâm, nếu có chuyện gì thầy cứ để con lo liệu nha thầy. Thằng nhóc này bài đặt quỷ biến, có mùi thịt người quanh đây. Mày giấu người ở đâu? Giấu người ở đâu? Đi ra. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Người tưởng người thoát được ta hay sao? Nó đâu rồi? Ôi, không được. Ôi, sao con nói không có rồi mà. Mày, tao mà biết mày giấu con người ở đâu, mày giết với tao đi. Chạy đâu cho thoát hả? Chú, ông ơi, ông tha cho người ta đi ông, người ta đi gặp Phật đó ông. Đúng rồi, làm ơn tha cho tôi. Rồi tôi xin Phật tha cho ông nha. Tha cho mày hả? Cái gì, tha cho ta hả? Ta không tha cho ai thì thôi, mắc mớ gì ai tha cho ta. Ông sai rồi, trong ba dạng thế giới Phật là trên hết. Quỷ sứ, yêu tinh, ma quái, cái gì cũng không bằng Phật hết á. Hả? Người nói vậy là sao? Là sao? Tôi cũng không biết nữa, thầy tôi mới biết. Thầy tôi giảng hay lắm. Ông mà nghe thầy tôi giảng một hồi á là ông nghĩ ăn thịt, ông ăn chay luôn á. Có thầy luôn hả? Thầy người đâu? Không có, thầy tôi ở nhà, thầy tôi ở nhà. Dạ, ông đứng lại. Ông ơi, ông kiếm thầy tôi chi? Ông muốn ăn thịt đúng không? Thịt tôi nhiều, có cái gù, nhiều thịt lắm, ngon lắm. Ăn đi. Không được đâu ông ơi, tội lắm. Tội được đời kiếp, hết đầu thai đó ông ơi. Ta phải con người đâu mà đầu thai. Khoan đã ông ơi. Người tưởng người thoát được ta sao? Ông ơi, tha cho tôi. Ông ơi, thầy ơi, ông ơi, tha cho thầy tôi đi mà. Ông ơi, hôm nay ta sẽ ăn thịt hết các ngươi. Con nghe nói giết người thường chỉ bị đày xuống địa ngục thôi,
con đây là giết thầy sư sãi, là bị đầy đã tám kiếp luôn đó ông. Ai nói? Ai cũng nói hết. Tất cả nữa con nít như con còn biết nữa. Ông tha cho ổng đi. Nếu ông có đói bụng, ông ăn con đi. Chẳng có con sợ cái chết đi sao còn thấy mạng như tụi này hả? Chết mà không sợ. Chết sợ gì ông? Từ bữa ông bắt con về tới giờ con sợ muốn chết. Mà sống mà cứ đâm nó sợ như vậy á thì thà chết luôn cho rồi. Không phải khóc lóc mò chài người ta hoài mà muốn chết. Đúng rồi, thằng nhỏ nói phải đó. Ai mà không sợ chết. Nhưng mà có điều, mạng của thầy tôi quan trọng hơn mạng của tôi. Ông để thầy tôi sống đi. Muốn ăn thì ông ăn tôi đi. Mạng thằng đó quan trọng hơn mạng ngươi cái chỗ nào? Quan trọng chứ. Thầy tôi còn phải đi qua Tây Trúc gặp Phật nữa. Tôi chết hộ thầy. Ông có giết, ông giết tôi đi. Tôi tưởng ta không dám giết ngươi hả? Tư ơi, chú ơi, chú, Tư, chú ơi, chú, Tư, đừng có bỏ ta lại một mình mà Tư. Chú ơi, chú. Thầy ơi, thầy ráng tới nơi ngắm Phật. Thưa với Phật, kiếp sau con cũng sẽ tu hành đàng hoàng. Chú, Tư ơi, chú ơi, đừng bỏ ta mà Tư ơi. Chú ơi, chú. Phần của ngươi do chú. Nó thế mạnh, ngươi chờ đi, tới lượt ngươi đó. Chờ đó. Phật, tối ngày cứ nói Phật. Phật là ai? Phật là ai mà các ngươi tối ngày tôn sùng như vậy? Hả? Phật là ai mà tên kia chịu chết để đi gặp Phật? Hả? Gặp Phật để làm gì? Làm gì? Hả? Ông ác lắm. Ông hỏi chi? Thầy đừng có nói thầy. Ta tên ác mà. Ta là ác lai. Ngươi muốn ta ác hơn nữa không? Ta nóng lên là ta sẽ ăn thịt ngươi liền. Thằng nhóc khủng lâu. Ta không sợ. Chết rồi được gặp Phật còn hơn là bị ép ở đây. Ta là lừa người ta vô chỗ chết hoài. Ông đúng là không phải con người mà. Ta có phải con người đâu. Ta là con yêu tinh. Ta không phải là con người. Dù có là người hay không, hay có thật tâm muốn cải tà quy chánh, thì đều thay đổi được. Thay đổi? Thay đổi sao? Nói ta nghe. Chuyện này dài lắm. Thí chủ có sẵn lòng muốn nghe không? Đời này kiếp này, ta chỉ còn một ước cuối cùng là nhìn được dung nhan Phật để xin Ngài độ ta thành chính quả. Nghe ông giảng, ta cũng lờ mờ hiểu ra. Nhưng có điều,
Ông nói ai quậy đầu cũng lạ bờ, nhưng ta là có yêu tinh, ta ăn thịt không biết bao nhiêu là mạng người rồi, liệu có được tha thứ hay không? Quay giờ thầy giảng quá trời mà ông cũng chưa hiểu sao? Đức Phật luôn rộng mở với tất cả chúng sinh, biết hối cải cho dù là quỷ sứ. Nếu mà biết cải tà quy chánh sẽ trở nên vô sinh vô diệt, nhập niết bàn, sống đời bội phần sung sướng. Tạ ơn cứu mạng, chắc Phật xui khiến anh đi theo ta để thế mạng. Coi như anh hoàn thành bổn phận của mình, ta nhất định lại Phật thay anh. Thưa thầy, ta đã giết quá nhiều người rồi, không biết quay đầu có được tha thứ hay không? Chỉ cần thí chủ thật tâm hối cải, đừng lo. Thành tâm hối cải à. Đa tạ thí chủ rộng lòng tha mạng, còn cho ta túc và tha cho thằng bé về với mẹ nó. Giữa thâm sơn cùng cốc, nếu như không có nghĩa cử này, chắc ta đã chết hôm bữa rồi. Xin đa tạ. Thầy đừng có nói vậy, ta thật là hổ thẹn. Ta xin tiễn thầy một đoạn đường. Dạ, dạ thôi, không dám làm phiền. Thầy đừng có khách sáo. Từ đây ra cửa rừng còn rất nhiều thú dữ, có con răng nanh còn dài hơn ta, xấu xa hơn ta nữa. Ta xấu ở đây không vui hả? Nói khách sáo mà, ta tiễn thầy một đoạn. Tới đây ta phải tự đi, không làm phiền thí chủ nữa. Xin thí chủ hãy quay về với mẹ già. Nhưng mà Ta có điều này, không biết nói sao nữa. Có điều gì thí chủ cứ nói, đừng khách khí. Nghe thầy nói là đi gặp Phật, ta cũng muốn theo lắm, nhưng ta không thể ra khỏi khu rừng này. Ta muốn cái gì đó dâng Phật để tỏ lòng thành kính. Chỉ cần tấm lòng, tâm tức thì Phật, Phật tức thì tâm, dâng tấm lòng là đủ. Là sao? Chỉ có tấm lòng là đủ à? Chỉ cần tấm lòng là đủ. À. Thí chủ định làm gì? Thí chủ à? Thí chủ à? Tại sao thí chủ lại làm như vậy? Đây là tấm lòng của kẻ hèn. Nhờ thầy dâng lên Phật. Giúp ta đi. Tôi xin nhất định làm theo lời của thí chủ. Nhưng mà còn thí chủ. Đi, đừng nói cho tôi. Hẹn gặp lại đời Đức Phật. Thí chủ,
trụ. Trong túi có cái gì? Mau đưa ra cho bọn ta. Các ông là ai? Đi giữa rừng gặp tụi ta hỏi là ai hả? Tụi ta là cướp đó. Mù Phật, thì ra mấy ông đây chính là Lục Lâm Thảo Không. Nhưng mà xui cho mấy ông rồi, Bần Tăng đây là kẻ tu hành, cho nên không đem theo những gì đáng quý giá cả. Thầy tu, ngươi không mang gì quý giá, vậy cái túi đó là cái gì? Nè, trong cái túi mà ngươi mang theo là cái gì? A Di Đà Phật, đây chỉ là một tấm lòng. Một tấm lòng? Đưa đi. Bộ đồ lòng mà nó là tấm lòng. Ngươi mang cái quái quỷ này lên đây trút để làm gì? Đây là một tấm lòng của một tên yêu quái chuyên ăn thịt người, tên gọi là Ác Lai. Các thí chủ có muốn Bần Tăng kể lại chuyện này không? Thưa thầy, tụi con có mắt như mù, xin thầy tha tội hồ đồ, cho tụi con tháp tùng qua tay trúc. Tụi con đói quá nên mới làm liều. Dạ đúng rồi đó thầy. Tụi con xin thầy, tụi con lâu nay cũng rất muốn gác kiếm, mà tụi con cũng không biết phải làm sao nữa. Xin thầy hãy giúp tụi con đi. Xin thầy, con xin thầy giúp tụi con. Xin thầy hãy giúp tụi con. Đường xa vạn dặm, có nhiều thú dữ, yêu tinh, rồi còn... Dạ còn ăn cướp đúng không thầy? Tụi con là ăn cướp nè. Mày ngu hả? À quên. Dạ, dạ tụi con bỏ nghề ăn cướp rồi thầy. Thầy cho tụi con đi theo đi, rồi tụi con bảo vệ thầy, bảo vệ tư trang, rồi bảo vệ bộ đồ lòng này nữa thầy. Nghe thầy. Dạ đúng rồi thầy, phải có người theo để phụ thầy. Ta đi chung với mấy tên bất lương này, Phật có độ cho ta không? Nhưng mà có bọn chúng cũng đỡ. Nếu có tai họa, chúng đỡ cho ta giống như tinh tướng. Biết đâu là Phật gửi chúng cho ta, để ta đi tới nơi về tới chốn. Phải rồi, vì bạn chúng chỉ đáng tới đó thôi, ta không định chối từ. Thôi được rồi, nếu các thí chủ đã có lòng thành, vậy thì cùng ta đi gặp Phật vậy. Dạ. Cảm ơn thầy. Tụi con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy. Ra giữa rừng của nhà của ai? Con nghĩ chúng ta đừng nên vào. Không phải yêu tinh ma quái thì cũng là thành phần bất hảo. Nhưng mà ta đói quá, với lại thầy cũng mệt mỏi nữa. Chút xíu nữa đêm xuống rồi cả ba thầy trò mình ở ngoài này hả? Nè,
ma quỷ mà gặp thầy còn muốn tu nữa, huống chi là mấy người trong đó. Vô đi. Không dám kinh quan, nhưng quả tôi mệt mỏi quá, tôi đi không nổi nữa rồi. Quả thực ta đi không nổi nữa. Thôi mình cứ tới gõ cửa xem sao. Dạ. Thôi, A Di Đà Phật. Hên quá. Lão lão, thầy tụi tôi là cao tăng đang trên đường qua Tây Trúc gặp Phật. Đi giữa rừng này không biết nơi nào để tá túc, xin ông cho thầy trò chúng tôi tá túc một đêm. Người hay ma mà không nói năng gì hết, thế ghê quá. Hay là mình đi thôi thầy. Đi đâu giờ? Lão có một mình à? Mình tới ba, mắc gì ba sợ một? Lỡ mà yêu ma thiệt á, có 30 cũng chết nữa, huống chi là ba. Mà thầy, giờ tính sao thầy? Trời cũng sắp tối rồi, giữa rừng già ta biết đi đâu. Thôi cứ để xem sao. Ủa gì vậy? À, ông lão, ông ở đây làm gì có một mình buồn quá vậy? Ông ở được bao lâu rồi? Chẳng hay là thí chủ đây có bị bệnh câm điếc. Thầy ngồi đi. Mà sao tự nhiên thấy ớn lạnh quá. Thầy ăn đi, rồi mình ngủ một giấc, sáng mình đi sớm thầy. Nè ngồi đi. Ừ. Còn mày nữa, là cứ bữa mình nhắc hết rồi. Có chỗ ăn, chỗ ngủ là tốt rồi. Quên. Thầy ơi, bộ đồ lòng bắt đầu có mùi hôi rồi đó thầy. Phải, ta phải nhanh lên, càng để lâu thì càng nặng mùi. Dạ. Mà nè, ở đây có cái giường à, cho thầy ngã lưng tí đi, tao với mày xuống dưới đất nằm. Mũi nhiều quá ngủ không được. Bây giờ mình đi rút ruột đây. Còn ba thằng kia, ngày mai mình ăn thịt xong cũng không ngủ. Thầy bến dậy. Gì? Dậy lẹ lên. Có yêu quái. Đang ngủ mà. Có yêu quái thiệt rồi. Gì? Yêu quái đâu ra? Thì lão chủ nhà chứ ai. Đi thầy. Chạy lên, nhanh lên. Chạy đi thầy, nó đuổi theo bây giờ á thầy. Quả thật là ta không chạy nổi nữa.
ta mệt quá. Phải rồi, nhưng mà hồi nãy anh nhìn thấy gì vậy? Trời ơi, thầy ơi, hồi nãy con ngủ mà mũi cắn quá con chịu không nổi, con mới đứng dậy. Con đi, con nhìn trời nhìn đất, tự nhiên con thấy lão. Cái đầu hả, lão rút ra khỏi người, cái đuột dạ như vậy nè. Trai, lão bay lượn qua lượn lại, còn ở phía dưới đất á, toàn là xương sọ trắng tươi à. Con còn nghe nói lão đi rút đuột chỗ khác, lát hồi nữa lão bay về rút đuột ba thầy trò mình. Thấy ghê quá thầy ơi. Hèn gì, nhìn mặt lão xanh mét à, hỏi gì cũng im. Mà nếu là yêu quái á, tại sao không ăn thịt ba thầy trò chúng ta? Theo lời đồn đãi thì thứ yêu đó chuyên ăn nội tạng, chừng nào không có đồ ăn nữa thì nó mới giết người rồi ăn xác thối. Nội tạng? Thầy, không để nó biết mình mang bộ đồ lòng. Biết, nên nó mới cho ba thầy trò mình ngủ lại đó. Đúng rồi, ta phải đi thôi. Mà thầy, chẳng phải thầy nói là hắn chỉ ăn nội tạng thôi sao? Hay là bây giờ mình giao nội tạng này á cho hắn ta đi, để ba thầy trò chúng ta được sống? Đâu có được, cái này á là của Ác Lai gửi thầy dâng lên Phật mà. Nhưng mà Ác Lai đã chết rồi, chẳng lẽ bây giờ ba chúng ta phải chết để cứu bộ lòng thúi này hả? Mà mày nghĩ đi, nếu mà Phật á nhìn thấy bộ đồ lòng này hả, không chịu tụi mình ngu á, tao cùi nè. Nhưng mà thầy là người tu hành, đã hứa với người ta là phải thực hiện lời hứa, như vậy á là thất hứa với người đã khuất. Mày quân tử dởm quá. Nếu ba thầy trò chúng ta chết rồi á, ai mang bộ đồ lòng này đến Phật? Thôi, các người đừng nói nhiều nữa, mau chạy thôi. Quái. Biết rồi còn hỏi. Nè, ta muốn bộ đồ lòng đó. Không được, đó là tấm lòng của Phật tử gửi thầy ta để dâng Phật. Vậy thì mọi người phải chết. Nè, nếu có bộ đồ lòng này á, ông có tha cho thầy trò chúng ta không? Cũng có thể. Thầy, còn chần chừ gì nữa? Đây chỉ là bộ đồ lòng đã sình thúi mà thôi. Thầy chỉ cần nói với Phật á, là Ác Lai đó có lòng á, là Phật hiểu rồi. Ta phải làm sao đây? Nếu đưa thì thất tính, còn giữ lại thì mất mạng, thật là phiền toái. Lẽ ra ta nên làm việc của ta làm, không nhận quà cáp gì của ai hết. Ta thử điều định coi. Thầy trò chúng ta đang đi gặp Phật. Bộ đồ lòng này của một kẻ từng ăn thịt người không tanh, nhưng nay đã cải tạo quy chánh. Tên sư kia câm miệng lại, không phải ai người cũng quyến rũ được. Mau đưa bộ lòng cho ta, nếu không ba người phải chết. Muốn lấy bộ đồ lòng này, muốn quan sát của ta. Thưa chủ, đến thầy ơi, nó chết rồi thầy ơi. Đồ ngu, chết gì á, bộ đồ lòng sinh thúi này. Thầy ơi, mình chạy lẹ, để nó quay lại thì mình chết đó. Còn Vinh thì sao? Kệ nó đi, nó chết rồi. Bây giờ mình lo mà sống của mình đi thầy. Đi, đi thầy. Mệt quá, đi một chút đi thầy ơi. Thầy à, con chịu hết nổi rồi thầy ơi, hay là mình ném nó cho xong đi? Không được, đã có một người phải chết vì nó, ta phải mang nó theo. Nếu mình không ném nó, lỡ gặp yêu ma thì thầy trò mình mất mạng nữa rồi sao? Phải tùy cơ ứng biến chứ thầy. Phải ráng thôi. Đưa đây, để ta thay phiên sách cho. Một mình thầy lo còn không xong thì sách cái nổi gì nữa. Phải, cũng hay trời cho anh đi với ta. Ráng đi. À, mình đi lên trên kia tìm nhà trọ nghỉ chân, tắm rửa rồi sẽ khỏe lại. Thank you.
anh bị làm sao vậy? Thầy ơi, bây giờ bộ đồ lòng này nó bốc mùi thúi nồng nặc rồi. Mình có đi đến xin cơm chay hay là xin người ta tá túc, không có ai cho đâu. Hay là mình giục nó đi. Thôi được rồi, mau lấy cái khăn này che lại đi, cho nó đỡ bốc mùi. Bao nó lại. Thấy sao rồi? Con thấy đỡ hơn rồi thầy. Trời ơi, đâu ra vậy trời? Thầy tôi là nhà sư, đang trên đường qua Tây Trúc để bái kiến Phật, xin ông cho thầy trò tôi ta túc một đêm. Nhưng sách gì mà thúi vậy? Mô Phật, cái này là lễ vật của người ta, kính dân Phật. Lễ vật kính Phật? Nhưng mà thúi quá. Thôi thông cảm đi, khách điếm hết phòng à, làm ơn đi chỗ khác giùm đi. Mô Phật, nhưng thầy trò tôi đã kiếm hết suốt cả một đoạn đường dài, vì chỉ có mỗi khách điếm này là khả dĩ. Thôi, tôi đã nói hết phòng rồi mà, làm ơn đi giùm đi. Đi giùm đi. Thôi, tôi làm ăn không có được, thúi quá trời quá đất mà. Trời ơi, cái gì đâu mà thúi quá trời thúi. Ê bà, mời nhớ bà tôi nha. Trời ơi, cái gì thúi quá vậy chứ? Thầy ơi, bây giờ đói bụng quá, hay là mình kiếm cái gì xin người ta ăn đỡ đi thầy? Cũng được, ta đi thôi. Chủ quán. Dạ. Cái mùi gì? Dạ, A Di Đà Phật. Bần tăng là kẻ lỡ đường, xin thí chủ bố thí cho bần tăng một ít lương khô để ăn. Chỗ buôn bán mà bố thí cái gì? Cái gì mà hôi thối quá vậy? Thôi đi đi, không có bố thí gì đâu. Ta đi thôi. Ám không à? Thầy thấy chưa? Chắc của nợ này theo chẳng được tích sự gì hết, vừa nặng nhọc là vừa thúi nữa. Bây giờ tới cái chuyện á, họ còn xua đuổi mình, rồi làm sao á tới Tây Trúc với tình cảnh. Nợ này á, đi một mình đi, tôi bỏ cuộc. Đường còn xa ngút ngàn, không biết bao giờ mới tới nơi. Ta thì cần phải được nghỉ ngơi, nếu không cái thân ta lê không nổi tới trước mặt Phật, nói gì tới ba cái quyển này. Rồi cũng phải sửa sang bộ dạng coi cho được, mà nê theo thì không ai cho vô nhà. Nếu tên kia không theo phò ta thì làm sao ta tới nơi được chứ? Rốt cuộc á, mình cũng thoát được cái củ nợ này. Vậy thì ngươi có đi theo ta tiếp không? Tất nhiên á, là theo thầy rồi. Mà phải chi thầy nhận sớm ra được, lúc đó thầy trò mình phải tốt hơn không? Thank you.
Sư phụ Ác Lai Tử Đinh. Dạ, con lại đến giấc ngộ. Con lặn lội đường xa, tìm đường qua Tây Trúc, nhưng càng đi càng vắng, đi hoài mà không gặp một bóng người. Chẳng hay có phải đây là đất Phật không? Chẳng phải ngươi đã bao lần giảng cho chúng sanh Phật tử rằng Phật là tại tâm, đất Phật trong tâm ngươi đó? Dạ, vậy là ngài đã thấu tỏ công lao tu học của con. Chắc ngài cũng thấy con rất chuyên tâm chú một ngày đêm, không sao lãng. Vậy con xin hỏi là tại sao con chưa đắc đạo? Ngươi nói đúng nhưng làm sai. Mắt Phật không bỏ sót bất kỳ ai, vốn dĩ bởi do ngươi nôn nóng, chứ không thì thời khắc đắc đạo tới, tự khắc được chuyển hóa dù bất kỳ ở đâu. Đâu cần tới đất Phật, nhưng vì ngươi đã tới đây, có một việc phát sinh. Là việc gì? Hành trang ngươi mang theo đó, còn thiếu một vật nữa thôi thì thành chánh quả. Bồ Đồ Long. Bồ Đồ Long. Bồ Đồ Long. Giờ sao thầy? Môn Phật. Dạ, con đã hiểu rồi. Con thiếu thành thật, lại thiếu tận tâm, tự cao tự đại, coi thường người khác, còn đáng tội. Xin Ác Lai tha thứ. Con xin quay trở lại biển để tìm món quà của thí chủ đây gửi nhân Phật. Còn không thấy, sẽ không còn mặt mũi nào trở lại gặp Phật. Con hại thầy, xui hỏng bỗng không. Người trần mắt thịt, con không có nhìn xa trông rộng. Là lỗi tại ta, tu học mà không thấu đạo, không giữ trung tín, chiều chuộng bản thân, nghe lời người phạm xúi dục. Ta thiệt là dại dột. Phải chi ta nghe lời sư phụ, cứ vui với kệ kinh. Giữa trời nước mênh mông này, biết ở đâu mà tìm? Thôi thì một liều ba bảy phải liều, ta cứ tìm thử coi. Chớ chẳng lẽ việc lớn đã thành tới nơi, chỉ có chút xíu nữa thôi mà cả đời ta tu hành trở thành công cốc. Con cũng sẽ phụ thầy. Không lẽ nào thằng Linh thành Phật, còn con á là đứa vô danh tiểu tốt? Không tìm được bộ lòng của Ác Lai, nhà sư hổ thẹn không dám quay trở về gặp Phật. Con Bính cũng tuyệt vọng, tức giận. Cả hai biến thành cá he, còn gọi là cá nữ hay cá ông sư. Chúng luôn đi hàng đàn, trồi lên thụt xuống không ngơi nghỉ. Những người đánh cá truyền tai nhau rằng loài cá he ghét những ai trêu chọc, cho rằng họ gặp lại chuyện xưa của tổ tiên chúng. Chúng sẽ làm cho rách lưới, đắm thuyền. Nhưng nếu ai reo hò ngợi khen thì chúng sẽ trồi lên hụp xuống, chơi đùa thỏa thích cho ngắm nhìn. Vô ngồi đây. Ngồi vô. Chú Ý nè, em đây. Bà là Anh Bảo ơi,
tĩnh. Chị đứng ngay bên cạnh hai em nè, đừng có la nữa. Ủa, còn ông Tám? Chết rồi, ông Tám đâu? À, chuyện Tám là tới mình đọc rồi. Không lẽ... À, ông Tám ơi, ông Tám. Vui không mấy con? À, ông Tám, vậy là sao ông Tám? Đi giờ vô chưa? Thấy không? Ông đã nói rồi mà. Nhưng mà mình đang chơi với ông vậy không? Chứ nhìn người ngộm vậy mà không biết gì hả? Dạ, dạ con không biết. Giờ làm gì ông Tám? Thì làm quỷ nhát người ta chứ còn làm gì nữa. À, quỷ nhát gì trời ơi. Quạt đi, chiếu quạt đi bà con ơi. Có ai mua chiếu quạt không bà con ơi? Sáng giờ mình bán được cũng khá rồi. Mình ngồi đây nghỉ một chút rồi mình gánh ra chợ bán tiếp. Chiếu đi bà con ơi, quạt đi bà con ơi. Có ai mua chiếu mua quạt không? Chiếu quạt đi bà con ơi. Anh gì ơi, có sao không vậy? Anh ơi. Gì vậy cháu nội? Đau quá. Sao vậy? Anh có sao không vậy? Thì nó hay bị bất ngờ vậy á. Bây giờ kinh phong hả? Ừ. Trời ơi, may quá tôi mà không mạnh tay á là ông tiêu đời rồi đó. Mà có hay bị vậy không vậy? Bị hoài à. Lâu lâu cái tự nhiên nó muốn trái gió trở trời, cái nó giật lấy giật à. Mà với lại cái bệnh tôi nó cũng kỳ lắm anh. Nhiều khi nói ra thì cũng buồn. Cứ mỗi lần mà tôi đói á là cái nó lên cơn giống vậy à. Đói là bị hả? Hên quá, tôi có cái gối xôi. Thôi bây giờ ông bạn ăn tạm cho đỡ đói nha, để đừng có bị bệnh nữa nha. Xôi được xôi đâu. Xôi đâu. Bệnh này nó lạ lắm. Có đồ ăn là nó hết rồi. Ủa, gối xôi tôi đâu rồi? À đây. Chờ tôi. Đây. Nè, ông ăn nhiều hơn đi. Vậy cho tôi. Nè, muốn nữa không? Nè. Nếu mà thiếu ăn thêm đi. Thôi kỳ lắm. Không sao đâu, ăn đi. Ông bạn đang bị bệnh mà, ăn đi. Ừ, nè, cái này là này tự ý cho nha. Tôi ăn nè. Mà nhà cửa anh ở đâu vậy? Tôi không có nhà. Rồi cha mẹ anh em gì còn không? Bà tôi mất sớm. Mẹ tôi á thì cũng theo ông chồng mới. Rồi mỗi lần mà tôi về nhà ổng cứ đánh tôi hoài à. Mà lớn rồi thôi tới tôi đi. Thôi vậy thôi, đừng có buồn nữa. Vậy à, nếu mà ông bạn không có nhà cửa anh em gì á, cha mẹ không còn nữa, vậy thôi
ông bạn theo tôi đi, rồi đi theo tôi phụ tôi bán chiếu với bán quạt nè. Nhà tôi chỉ còn cha mẹ tôi thôi, nhưng mà già bệnh hết rồi, cho nên là thôi cứ về ở với gia đình tôi đi nghe. Thôi tôi không ăn nữa đâu. Tôi cảm ơn Vinh nha. Tôi sống một mình quen rồi. Tôi hiểu cái cảm giác, giờ tôi không thích phải là gánh nặng của ai hết á. Không có đâu, đừng ông bạn đừng có tự ái vậy. Không sao đâu. Tôi cũng chỉ có một mình à, cũng không có anh em gì hết á. Hay là mình kết nghĩa làm anh em đi. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Kết nghĩa anh em hả? Thôi không được đâu. Tôi sợ tôi không có xứng với Huynh. Trời ơi, sao ông anh lại nói vậy? Tôi cũng nghèo khổ gần chết luôn, có gì đâu mà xứng với ông xứng. Chủ yếu là mình kết nghĩa anh em rồi cùng gồng gánh nhau trên cuộc đời này thôi. Kìa, cảm ơn anh. Kìa. Cảm ơn anh. Anh làm gì vậy? Anh đừng làm vậy. Tôi Tứ, còn anh là Tam. Tam hả? Vậy thì anh làm anh tôi ha. Cũng được. Cũng được. Cứ lại anh vậy thôi. Nhưng bây giờ anh em mình đi gánh, đi. Bây giờ mình gánh cái này ra chợ bán rồi còn về phụng dưỡng cha mẹ. Đúng rồi, nữa. Đúng rồi. Ha, vậy ha. Nè, xôi nè, ăn tiếp đi. Tôi gánh giùm cho anh ha. Thôi được rồi, anh cứ cầm cái chiếu đi cho nó nhẹ. Cái nặng để tôi làm cho. Hay là để tôi gánh giùm cho anh. Được rồi, thôi, anh cứ làm việc nhẹ cho. Thôi. Được rồi, để tôi làm việc nặng cho. Anh làm nặng đi. Mệt quá anh hai ơi. Em khát nước quá anh hai ơi. Em khát nước sao mà em nhảy dữ vậy? Em bị khùng mà. Anh hai, có cái giếng kìa. Ủa? Vậy bây giờ mình lấy nước đi anh hai. Ủa, mà giếng sâu quá rồi sao mình lấy nước được? Phải chi có cái gào ha, anh múc nước lên cho em uống. Không có gào nhưng mà anh có sợi dây. Có sợi dây, đúng rồi. Ủa, mà chỉ có sợi dây không làm sao múc nước? Trời, anh ngu quá à, có sợi dây dễ ẹt à. Sợi dây, cái anh lấy sợi dây này anh cột em, cái anh thả xuống từ từ, cái em uống nước, em uống chừng nào em đã rồi, cái anh kéo em lên, cái bắt đầu em đi, anh em mình đi lên trên núi. Rồi làm sao anh uống? Em lộn, có nghĩa anh kéo em lên xong mà em cột lại anh, sao em chổng đầu anh xuống vậy, anh xuống dưới anh uống nước xong em kéo đầu anh lên, xong hai em mình đi. Trời ơi, em thông minh quá, vừa tốt bụng mà còn thông minh nữa. Tất nhiên rồi, em của anh mà phải thông minh chứ làm sao. Lấy dây đi. Rồi. Đây. Dạ, dây này anh hai ha. Rồi, vậy thì bây giờ anh hai xích trên này nha. Em sẽ, em cột bụng rồi, em đi xuống dưới trước. Anh hai tháo ra ha. Đây nè, đầu dây nè. Rồi, em xuống nha. Rồi, cẩn thận nha. Dạ. Chết rồi. Rồi. Từ từ nha anh hai nha. Rồi. Từ từ anh hai. Rồi. Rồi, em xuống nha. Rồi. Nhớ giữ chắc em nha. Rồi, anh biết rồi. Rồi. Nước mát quá anh Tam ơi. Em uống chưa? Anh Tam ơi, anh Tam kéo tôi lên đi, nước ở đây mát lắm, tôi uống đã rồi. Tới anh đi, kéo tôi lên. Từ từ nha anh hai nha. Rồi. Từ từ. Cẩn thận. Dạ. Em phải đạp hai bên phải lên được. Rồi. Dạ. Đây, đưa tay lên. Hay vậy dạ. Nước ở dưới mát quá. Rồi. Đã quá. Rồi.
anh hai, anh hai, anh hai, trời trời lên, ngóc ngóc cái đầu lên. Không được, không được, tiền, tiền quan trọng lắm, nó mà rớt xuống dưới là mình tìm không được. Tiền nó quan trọng hơn tính mạng luôn đó anh hai. Thiệt, tại tiền này mình lo được cho ba mẹ mà, đúng không anh hai? Cảm ơn anh hai để em giữ cho. Đợi, đợi em tí anh hai. Rồi, anh hai xuống đi nha. Được không anh hai? Nữa đi anh hai. Sâu xuống. Đã không anh hai? Rồi bây giờ anh hai dưới hưởng thụ nha. Em tặng anh hai lòng tốt của anh hai nè. Làm cái gì kỳ cho nổi dữ dây như kỳ vậy? Gì đâu kỳ anh hai. Em bỏ nó rớt ra đó chứ đâu có, có tự nhiên nó đứt đâu anh hai. Mày khùng hả? Chết mày chưa? Cho mày chưa? Ngu ngốc đó con, sử dụng lòng tin ngu ngốc là như vậy đó. Nè nè nè, kéo tôi lên đi thằng quỷ kia, không có giỡn chỗ này nha. Em đi nha anh hai nha. Ai mua chiếu mua quà không? Ai mua chiếu mua quà, mua luôn lòng tốt bằng tiền không? Mày trời tối rồi đó, đường xa nữa. Cứu tôi với, tôi dưới bệnh viện nè, cứu tôi đi. Ê lại đây nè, mày mày có nghe gì không? Hình như là tao nghe có ai kêu cứu á. Lại ơi mày. Ờ mà giữa rừng vậy mà có ai kêu hay là ma mày? Mô Phật, con đâu có làm cái gì mà sai trái đâu. Mua cái gì mày, tao làm tao sợ quá. Cứu tôi, tôi dưới giếng nè. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi đi. Ở dưới giếng. Ủa, anh bị té đây là nào vậy? À, ở dưới đâu có dây hả? Quăng lên đi em kéo lên. Mày dưới mày từ từ, từ từ mày. Gần lên rồi mày, đáng đi. Có gì đâu, bây giờ trời cũng khuya rồi, anh coi về nhà đi, hai bác chờ anh nhà đó. Tôi biết là ba mẹ tôi chờ tôi ở nhà, nhưng mà bây giờ tôi đói mà lạnh nữa, với lại đường khuya quá, tối quá, tôi không biết đường nào mà về hết. Hai anh ơi, hay là ở đây có chỗ nào có thể ngủ tạm được không vậy? Hai anh chỉ giùm với. Nhà tôi thì chật quá à, không được mày... Thôi giờ nè, gần đây á có cái miếu dưới chân núi á, anh đi chút xíu à là tới à. Ở dưới đó có cái ông Từ á, ông tốt bụng lắm, mà cái hoàn cảnh của anh vậy á, chắc ông thương tình ông cho anh chú lại á. Nhưng mà sao vậy anh?
Thôi nhưng mà anh đừng có hỏi nữa. Em nói anh nghe thế nào á, anh lại đó. Ông Từ cũng dặn anh kỹ lưỡng ha. Rồi tùy anh, ở hay đi đó là anh quyết định. Còn tụi tôi á, khuya rồi ha, xin phép về trước. Nói tới đây á là nổi da gà, lạnh xương sống à. Thôi anh ở đây nha. Về mày. Tối rồi. Tối rồi. Về. Chỉ đường rồi anh ơi, chỉ đường rồi. Em về trước nha. Về trước nha anh. Em về trước. Dạ dạ rồi. Hai anh ơi. Có ai không? Cho hỏi thăm. Có ai không? Thưa chú ơi, chú có thể cho con ngủ nhờ một đêm được không chú? Chú đi đâu mà lạc vào đây vậy? Dạ, con đi bán hàng. Con bán chiếu với lại quạt. Nhưng mà giữa đường gặp một tên xấu, cho nên là nó lường gạt, rồi lấy hết tiền bạc, lấy hết giống gánh của con luôn rồi. Bây giờ con đói, con lạnh lắm. Con không biết đường nào mà về nhà hết. Chú cho con ngủ nhờ một đêm đi chú. Chà, khó cho tôi quá. Dạ chú ơi, con chỉ xin ngủ nhờ một đêm thôi. Sáng mai con đi sớm liền. Con hứa với chú là con sẽ không bao giờ đụng đồ đạc gì ở dưới trong miếu hết á. Không phải là như vậy. Dạ tôi nói thiệt, tôi không có hẹp hòi gì để mà cho cậu ở lại đây đâu. Nhưng mà ngặt cái á, là gần đây có một cái lũ quỷ, nó thường xuyên nó xuất hiện ở đây để nó quậy phá mọi người. Tụi nó tụ tập ở dưới cái chân núi á, rồi chạng vạng tối á, nó lên đây để hù dọa người ta. Nè, cậu có dám ở lại đây không? Dạ thưa chú, con bây giờ mất hết tất cả rồi, còn có gì đâu để mất nữa mà sợ. Với lại theo con nghĩ, quỷ hay là người cũng vậy thôi. Nếu như mình không chọc phá họ thì họ chắc cũng không nỡ nào mà chọc phá mình, đúng không chú? Chú cho con ngủ nhờ nghe chú. Con ngủ tạm ở ngoài hiên thì cũng được. Nếu như cậu ngủ tạm ở ngoài hiên thôi phải không? Dạ. Được. Dạ, con cảm ơn chú. Nè, cậu gì ơi? Dạ. Có khát không? Uống miếng nước đi. Cảm ơn chú. Nếu như có đói bụng á thì ăn miếng cơm chay, chằn bụng đi rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe, nó tỉnh, nghe không? Dạ nè. con cảm ơn chú. Ăn đi rồi nghỉ ngơi. Dạ nghe. Dạ cảm ơn chú. Tôi nói ông nghe nè, bây giờ á là cái tình hình tôi đã lỡ đường rồi nè, trời tối nữa. Bây giờ ông chịu khó vô mở cửa đi, cho tôi ngủ đỡ dài, thôi một đêm thôi cũng được ha.
cậu em nè, Am Từ không có chứa người lạ, cho nên cậu thông cảm cho đi. Nếu như cậu có cần cái chỗ ngủ qua đêm hôm nay á, thì cậu cứ việc nằm ở ngoài hành lang này nè mà ngủ, nghe không? Ừ. Ông khùng hả? Ông nghĩ là vậy là làm sao? Ông không phải là tiền bạc tư trang của tôi giàu có mà. Tôi mà ngủ ở ngoài đây nè, rồi cướp nó cắt cổ tôi làm sao? Mà bởi vậy người ta cũng nói đúng, cái áo đâu có làm nên thầy tu đâu. Coi kìa, đó, bận áo kìa. Nhìn như vậy đó làm sao tôi đoán được lòng ông. Ông bận đồ vậy á, tôi tưởng ông là phải từ bi hỷ xả, ông phải giúp đỡ những người gì xa cơ lỡ giận, ông phải mở cửa cho người ta vào. Còn đằng này, cậu nói hết chưa vậy? Ừ thì tôi nói lại một lần cho cậu biết nha, không ai có quyền bước vô trong cái am này ngoại trừ tôi. Tôi là người giữ ở đây, cậu là khách phương xa. Nếu như muốn ngủ lại á thì chỉ ngủ ngoài hiên này thôi, chứ không có cái chuyện mà lén phén mà tự ý đi vào trong cái am này, không có được đâu. Thôi thôi, làm gì đâu, mệt, không cần. Xin ngủ tá túc qua đường cũng được thôi. Ông già, ông không có bị điếc đúng không? Đúng, tôi không có điếc. Ông có nghe cái tiếng gì không? Tiếng đó là tiếng của cái lũ quỷ ở dưới chân núi, nó vọng lên đó. Ông quỷ ma gì, ông cứ giỡn hoài. Ông chọc ghẹo tôi nổi da gà da vịt hết trơn rồi nè. Tôi từng tuổi đầu vậy đi giỡn với cậu hả? Đó là lời tôi nói thật đó chứ không có giỡn đâu. Chạng vạng tối như vậy nè, nó hay lén phén bén mảng lên đây để hù dọa người khác lắm đó. Tôi nhắc nhở một điều nè. Dạ. Nửa đêm hôm á, mà nếu như cứ nghe cái tiếng vọng gì đó, cố gắng nhắm mắt mà ngủ, đừng có thức dậy. Chứ thức dậy mà tò mò tọc mạch mà họ coi chừng mang họa vô thân nghe chưa. Mang họa gì ông ơi, quỷ ma mà sợ gì quan trọng, sợ là sợ quỷ người kìa. Đồ như vậy nè, quá trời luôn, tôi vào mà. Rồi còn bận cái áo kìa, ai biết được, sợ quỷ sống lắm. Trời ơi, nghe động tĩnh phải dậy chứ, phải bảo vệ đồ của mình chứ. Trời ơi, còn giờ không cho thôi thì đi vô đứng nói hoài. Trời ơi, ông già ơi cho tôi vô trọng tôi ngủ với ông già đi. Ông già tôi vô trọng đi ông già. Kệ nó, ngủ chứ sao đâu. Thôi không ngủ đây đâu, đây ghê quá, qua đây đi, lấy cái này là tấn qua đó. Đó, ê đây nè, đó, nó vô cái mình quýnh nó đúng không? Đó, nó mà đi tới thì nó sẽ đụng cái cây này trước, lúc đó mình thủ sẵn cái này, mình sẽ đập đầu nó. Wow, mình thông minh quá. Ngủ đi, không có gì hết. Hình như là có người. Mùi thịt tươi đây. Đói bụng quá. Chắc con mùi này mập lắm đây. Mùi đâu? Đâu? Nghĩ sao mà nói đây có người? Có cái giông ganh tự nhiên nhúc nhích hoài nè. Hen, ai mà dám tới đây đâu. Mỏi giò quá, ngồi xuống chút đi. Nghỉ chân đi, mệt quá. Nãy giờ hú khát khô cả cổ rồi. Khát luôn. Có ai ở đây không? Khát nước quá. Ôi, không có mùi thức ăn, mà ngửi làm như nó có mùi vàng và mùi bạc. Vàng ở đâu? Bạc ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Cách đây 10 mét về phía tây có một hũ vàng, chưa? Có chôn dưới đất. Cách 10 mét về phía đông á có một chỉnh bạc. 10 mét hướng tây chung vàng, 10 mét hướng đông chung bạc,
giàu to rồi. Trời, ăn có được gì đâu, không có gì hay ho hết á. Ôi trời ơi, vàng bạc là thứ gì đâu có sánh bằng cái viên ngọc âm dương của ta đây. Ủa, hai chỗ nào? Hai chỗ nào? Nè, xem cái viên ngọc xịn nè, nó làm cho người chết là sống vậy, thấy không? Còn làm cho người sống là chết trong nháy mắt. À. Nhưng mà cái này xài như thế nào? Làm cách nào hả? Cái thắc mắc này không có trong kịch bản đâu nghe mấy con quỷ kia. Ta có xài hồi nào đâu không biết. Lấy cái viên ngọc này ném vào mặt người nào đó thì người đó sẽ chết. Hey, ném vô người ta không chết, còn bị u đầu nữa. Mà nếu muốn sống lại thì sao? Dễ à? Không? Chỉ cần liên cái viên ngọc này vô cái mặt người chết á, là người chết sẽ sống lại cho mà coi. Ủa, hay quá. Hay không? Ngọc âm dương. Có ngọc âm dương là tao có tất cả. Tao sẽ tiêu diệt tụi bay trước, rồi mọi thứ sẽ là của tao. Ê, đồ ăn kìa. Ừ. Đâu. Ta đã có trong tay viên ngọc âm dương. Viên ngọc âm dương đã nằm trong tay của ta. Rồi đây chung vàng chung bạc sẽ thuộc về ta. Còn tụi bay sẽ chết dưới tay ta. Cái gì? Mày hãy dừng tay lại đi. Hãy dừng cái trò độc ác của mình lại đi. Tao có làm gì đâu, tao làm gì độc ác đâu. Còn mày kìa, tao cứ tưởng là mày đã chết rồi chứ. Hay là mày thành quỷ? À, mày là quỷ và tụi này là đám lâu la của mày đúng không? Đúng không? Mày hãy im miệng đi. Mặc dù họ là quỷ nhưng họ không có hại người. Chẳng bằng bằng ngươi. Ngươi là một con người nhưng mà ngươi còn thua loài quỷ nữa. Chưa bao giờ loài người thua loài quỷ. Chỉ có loài quỷ chúng bay. Đã là quỷ thì không có tốt lành gì, sẽ không bao giờ tồn tại ở đây được cả. Thế giới này thế giới của tụi tao. Còn bây giờ thì tao chỉ cần ném vào trong mặt tụi nó là tụi nó sẽ không tồn tại trên đây nữa. Mày không được làm như vậy, không nhưng được mà tao không làm như vậy. Ôi những con quỷ dễ thương, những con quỷ đáng yêu, đi đâu đó lại chơi với ta nè. Đây nè, đúng rồi. Tụi bay á phải gom lại một đám như vậy nè. Để khi tao ném viên ngọc thì tụi bay chích chùm nó mới vui. Tôi nào có làm gì đâu. Trước khi làm mình phải đếm cho nó vui nha. Không có ném đâu, tôi đâu có ném đâu. Còn bây giờ là đếm đi. Đếm 1, 2, 3 cho ta. Đếm 1. Đừng các mà. Người cứng đầu không đếm à? Đếm đi. Dừng tay lại đi. 1, 2. Vàng sẽ là của ta. Bạc sẽ là của ta. Mọi thứ là của ta. Tứ ơi, em đâu rồi? Tứ ơi, anh đã nói với em hãy dừng tay lại đi mà. Đừng có làm mấy trò độc ác đó, rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Tứ ơi, Tứ. Chú em à, cái người bạn xấu vậy mà tiếc làm cái gì, thấy không? Ta thấy chú em là người nhân hậu, người tốt bụng, vậy là những cái phần thưởng đó nó thuộc về chú. Cách đây 10 mét ở phía tây là có một chùm vàng, còn cách đây 10 mét ở phía đông là có một chùm bạc. Những cái quý giá là của chú, thấy không? Chú phải lấy cái đó, chú hưởng cái đời sống giàu sang sung sướng, rồi nhớ nè, phụng dưỡng cha mẹ cho nó cái hiếu thảo. Mấy cháu đồng ý không? Đồng ý. Dạ thưa ông, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con. Nhưng tiền vàng này không phải của con không dám nhận đâu. Nhận đi. Chú nhận là tôi mới thăng được. Ông nói vậy là sao? Chú nhận cái phần thưởng này là ta mới thăng được. Thấy chưa? Nhận giùm nha. 1, 2, 3. Thank you.
đâu có đâu, đâu có ai đâu. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Đang lúc hồi nãy đang ống bà lạc, ống bà lạc cái cuốn sách nó bay mất tiêu rồi. Trời trời trời. Dai ngắn lưng dài, no là biến. Cơm nước có người lo sẵn trơn rồi, không phụ giúp được gì trong nhà trơn. Đọc sách ai mượn ai nhờ đâu. Ui bực bội quá. Xong ai rước đi giùm tôi một cái. Dọn cơm không? Sao không lại phụ? Nặng muốn chết luôn đây nè. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ dữ vậy nè trời. Tối ngày cơm bưng nước rót hầu hạ người dân mà cuối cùng nó làm vậy đó. Chịu nổi không à? Trời. Là có chuyện nữa rồi. Tại sao cái nhà này không bao giờ được yên ổn vậy? Mà làm gì nói vậy? Dù sao á, nó cũng là con của anh tôi, là cháu của tôi với bà. Làm gì bà cứ la mắng nó hoài vậy? Ông không có biết gì hết á. Nó ghét tôi, nó cố tình hất đổ mâm cơm để ông về không có cái gì ăn đó. Chứ, giúp được cái gì mà giúp. Tối ngày á, nó đọc ba cuốn sách này nè. Ủa, mà nó là cháu của ông thì ông lo cho nó đi. Mắc gì tôi phải lo vậy? Bà ơi, nhà mình hiếm muộn, cầu xin biết bao lâu cũng không được một đứa con nào cả. Anh chị tôi thì chết sớm, bà còn nhớ không? Trước khi chết, anh tôi còn trăn trối là tôi phải cố gắng nuôi dạy thằng Chu Sinh học đến nơi đến chốn. Nó là cháu của mình, tôi xin bà thương nó đi, để cho gia đình mình được vui nhà vui cửa. Vui là ông vui á, tôi người dân nước lã mà vui cái gì? Tôi thấy có nó ở trong nhà này mới xảy ra nhiều chuyện như vậy đó. Ông cũng thấy mà, nó ghét tôi thậm tệ luôn. Ông chứng kiến tận mắt rồi đó. Nó ghét bà đâu mà ghét không biết nữa. Ông có ở nhà đâu mà thấy. Trời ơi, sao mà ông trời bất công với tôi dữ vậy nè. Tôi đối với cháu của ông như là bát nước đầy vậy đó. Còn nó hả, nó chửi tôi không ra gì hết trơn hết trọi hết á. Riết rồi á, tôi đâu có dám sai biểu gì nó. Bởi vậy thôi, cho nó đi đâu cho khuất mắt cho rồi ông ơi. Dạ thưa chú, con cảm ơn chú đã nuôi dưỡng con suốt mấy năm vừa qua. Bây giờ thì con cũng đã khôn lớn rồi, con tự lo cho mình được rồi. Với lại con ở đây ngày nào thì thím khó chịu ngày đó, cho nên là con xin phép chú cho con được về nhà ba mẹ con. Nhưng mà con à, căn nhà đó bây giờ hoang sơ lắm rồi. Hơn nữa con qua bên đó con làm gì để sống? Cứ ở đây đi, để chú nói với thím. Ui, ông nghe nó nói đầy tai rồi đó. Nó ý nó có chút chữ nghĩa, nói sâu nói sắc. Cái bây giờ nó nói là nó còn ở đây ngày nào á thì tôi không yên lòng, tôi không vui ngày đó. Vậy thì thôi, bây giờ cho nó đi đâu đi đi. Mai mốt á có no đói gì á cũng không có liên quan tới tôi rồi nghe. Nhà có ba người mà lúc nào cũng xào xáo hết á. Bây giờ bà muốn tôi làm sao thì bà mới vừa lòng đây. Chú ơi, chú đừng giận mà, con tự lo cho mình được. Con xin phép. Chú Sinh. Đó, đó, đó.
chú xin... đó, 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 trời ơi, bà con hàng xóm ơi, trời ơi, nó cố tình nó gieo tiếng ác cho tôi đó, không thấy chưa, tôi đâu có đuổi nó đâu, vậy mà nó giận, rồi nó bỏ nó đi, nó chửi tôi quá trời luôn, trời ơi, con nhỏ mà tôi ác dữ vậy không biết nữa à, trời ơi, phạt mày đi, đi, đi luôn, mày đi, im đi. Chú xin về con. Dạ chú mới tới. Chú đã nói với thím rồi, mọi chuyện còn như yên rồi, chú đến đây đưa con về nhà chứ ở đây nhà cửa chú thấy hoang sơ quá, ruộng vườn thì không có, làm sao mà con sống được. Dạ ban ngày con đi làm thêm, mấy bữa nay con có chăn bò cho lão Trần, lão ta nuôi cơm con luôn, tối về nhà thì con không có đói nữa, chú đừng có lo. Tại sao không lo? Còn chuyện ăn học con lo làm rồi bỏ luôn cái chuyện đèn sách, rồi làm sao chú dám nhìn mặt cha của con nữa? Dạ buổi tối con về con luyện văn, con không bỏ thi đâu, chú yên tâm đi. Yên tâm làm sao chú yên tâm được, cả dòng họ chú bây giờ chỉ có mình con à. Nghe lời chú đi, chú đã nói với thím rồi, thím không có trách móc con nữa đâu. Chú thương con nên chú mới nói như vậy, chứ con biết con về bên đó cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện giống như vậy thôi. Còn ở đây một mình được tự do, con học được nhiều hơn. Chú về nhà cho con gửi lời hỏi thăm thím nha. Thôi con nói vậy chú cũng không cản. Chú có ít đồ và ít đồ ăn gửi cho con, nhà khó khăn thành thử chút đỉnh thôi, lần sau chú ghé chú đem nhiều hơn nữa. Thôi chú về nhé. Dạ con không dám nhận đâu, chú cứ đem về cho thím đi, chú làm như vậy thím biết thím giận đó. Vài ngày nữa con về con thăm chú thím, con hứa mà. Con hứa rồi đó nha, nhớ về thăm chú đó, chú lúc nào cũng trông con. Chú đi đi. Dạ chú cứ cầm về cho thím đi, nói là con cảm ơn, con không có đói đâu, cảm ơn chú thím. Mày không cần sự giúp đỡ của tao thì thôi. Còn mày muốn ở đây hả? Thì ở đây luôn đi. Đừng bao giờ về nữa. Đừng bao giờ gặp tao nữa. Mà mày cũng kỳ nữa. Khi hiểu lầm thím mày hoài. Thím mày cái tánh vậy đó. Giận. Nhưng mà mau quên. Thank you.
mà đói quá, vừa đói mà vừa lạnh, không biết là ta đã nhịn đói mấy ngày rồi, giờ thì người mệt lạ, không thể nào đi ra ngoài được, chắc ta chết mất. Chủ sinh Lai Tĩnh, ta là thượng quan ở triều đình Hoa Thành, dân triệu của Thái hậu, giờ chú sinh về kinh đây. Chủ sinh mau tỉnh nhận sơ. Ta là quốc mẫu của triều đình Hoa Thành. Bà là quốc mẫu của triều đình, bà triệu ta đến để làm gì? Lúc sinh thời, hoàng thượng chồng ta và chu công là thân phụ của con, kết nghĩa anh em, tình thân hơn ruột thịt. Hoàng thượng có đứa con gái nhỏ là công chúa, là con gái của ta. Còn chu công có một người con trai tên là Chu Sinh. Cả hai đã hứa là sẽ kết thông gia khi công chúa và Chu Sinh trưởng thành. Nay ta nhờ thượng quan hạ trần xuống thế, triệu nhà ngươi tới để thực hiện lời hứa đó. Bà nói, mẫu hậu nói là thực hiện lời hứa hả? Ta sẽ tác thành cho con và công chúa nên duyên chồng vợ. Tác hợp cho con cưới được công chúa? Đúng vậy, nhưng bây giờ ta sẽ mở yến tiệc để mừng con đến đây. Ông quốc mẫu, cứ đừng đút ta nữa mà. Công chúa? Ủa, có công chúa nào ở đâu? Tôi thấy công chúa nào đâu ta? Trời, có chuyện gì vậy? Tại vì bà đi ngang nhà nè, nghe tiếng ở trong nhà ồn ào quá, cho nên bà ghé qua coi có chuyện gì không. Ủa, nhà chỉ mỗi một mình con thôi, có ai nữa đâu. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở một mình hả? Ở mà chú Sinh à, mà trời mới vừa chạng vạng tối à, mà sao con đi ngủ sớm vậy? Nè, con có bệnh không hay là con bị đói? Dạ, tại con học bài nhiều quá nên con mệt, con ngủ tiếp đi. Con chỉ thấy buồn ngủ thôi chứ không có đói. Cảm ơn bà đã quan tâm tới con. Con không có đói phải không? Dạ. Khi nào đói á thì cứ ghé quán bà đi, bà giúp được cái gì á bà sẵn lòng mà giúp cho con nha. Dạ. Thôi bà về nha. Dạ. Về nha. Thôi về nha. Quốc mẫu, quốc mẫu
cho con. Người hứa sẽ gả con gái cho ta, chắc nàng đẹp lắm đây. Còn ta thì nghèo nàn, làm sao mà xứng với nàng. Chú Sinh à, ngươi đã thức mà, phải là mơ đâu. Cho dù là thật hay mơ, nhưng không hiểu sao ta lại rất muốn gặp nàng. Nơi này là ngôi nhà thứ hai của ta rồi. Ta có vợ hiền bên cạnh, ta rất vui. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta sao lại trớ trêu, ban ngày ta mới được gặp nàng trong mộng. Ta cứ nửa tỉnh nửa mê, ta không cam lòng chút nào hết. Thiếp cũng như chàng, mỗi khi chàng về thiếp cũng lo lắng khôn nguôi. Hai chúng ta gặp quốc mẫu, xin phép người cho thiếp theo chàng ha. Nàng nói điều này rất đúng ý với ta. Ta muốn nàng cùng về sống với ta. Ta có nghe thoáng qua chuyện của con, nhưng hiện giờ các con chưa thể đoàn tụ được. Tại sao vậy mẹ? Tiên đế mất đúng vào thời điểm loạn lạc, nên nước Hoa thành này một mình ta cai quản. Vì thái tử còn nhỏ, chưa trị gì đất nước được, mà ta thì tuổi già sức yếu, nên ta phải nhờ công chúa gánh vác công việc giúp ta một thời gian nữa. Quốc mẫu đã nói như vậy, chúng con xin nghe theo. Chu Sinh à, con bây giờ là phò mã, con hãy cùng công chúa gánh vác công việc triều đình giúp ta nhé. Thưa phò mã, Hoa Thành có việc cần kíp, tôi dẫn công chúa đến gặp người đây. Thượng quan dẫn công chúa xuống gặp ta à? Nàng xuống gặp ta để làm gì? Công chúa, do Hoa Thành có loạn, quốc mẫu cho dời kinh đô đi nơi khác, thần ra ngoài chờ. Công chúa nói chuyện với phò mã nhanh để quay về, chứ quốc mẫu chờ lâu không tiện. Quốc mẫu dài kinh, thiếp phải đi theo để giúp người. Việc gấp gáp quá mà thiếp chưa thể bàn bạc với chàng, chàng bỏ qua cho thiếp nha. Ta biết một ngày ở thiên thượng và 100 ngày ở trần gian, nhưng ta phải xin lỗi nàng, bởi vì ta không cùng nàng gánh vác chuyện quốc sự mới đúng chứ. Ta chỉ phân vân là không biết đến khi nào vợ chồng mình mới gặp lại nhau. Thiếp cũng chưa biết, cho nên là mới nói thượng quan dẫn thiếp đi gặp chàng. Chàng cố gắng sôi kinh nấu sử, sau này lên kinh thành ứng thí, rồi cũng có ngày cha con vợ chồng mình gặp nhau. Cha con vợ chồng, chẳng lẽ nàng đã... Bây giờ thiếp phải về, để quốc mẫu đi trông chờ thiếp. Chàng dự bảo ngọc này, sau này nhờ nó vợ chồng mình sẽ đoàn tụ. Công chúa, công chúa, công chúa. Công chúa, công chúa.
ngồi nghe. Ông ơi, trời ơi, trời ơi. Gì, cái gì? Ông ơi, tin gì chưa? Khoan nói. Đi. Hồi sáng giờ bà đi đâu vậy? Thì đi nhiều chuyện. Ngộ không? Vậy hoài à. Nè, tôi nói trong hay nghe. Vụ gì? Trời cao có con mắt. Con mắt sao? Vợ chú Thiện chết rồi. Chết rồi hả? Ừ. Vợ chú Thiện là thiếm của chú Sinh đó phải không? Chứ ai nữa? Trời ơi, bà có lộn không? Sao lộn được? Thiếm của nó sao tôi lộn được không biết nữa. Chiều hôm qua tôi thấy bà còn gây lộn với thằng Tý nó bán bánh tét rồi mà. Thì mới hồi hôm nay. Hả? Mới hồi hôm nay. Nó đói. Ồ. Nó đi xuống bếp. Ồ. Nó kiếm đồ ăn. Ồ. Nó dắt một cục cơm vậy nè. Bự quá. Nuốt vô mắc nghẹn chết rồi. Ồ. Cái người lạ lùng mà chết cũng kỳ quái ha. Ừ. Ê, bà. Hả? Bà. Cái gì kêu hoài? Cái gì? Có ai thấp thoáng nào kia sẽ giống cái tướng Chu Sinh quá vậy ta? Ừ, nói chứ ai? Mà không ngủ á. Trời, chắc tại vì nó nghe thím nó chết cho nên nó về nó chịu tan chứ gì. Mà bây giờ sao nó hồng hào mập mạp quá trời đất mà cái tướng nó đi quay dễ quá vậy ha? Tại nó không? Nó chứ còn ai nữa. Nè, để tôi kể cho ông nghe cái chuyện này nha. Còn hay hơn nữa. Gì? Không có kể gì hết trơn á. Lo buôn bán làm ăn đi. Đi đầu làng cuối xóm mà về kể mệt quá. Ngộ ghê, tao nghe chuyện gì mới lạ tao nói cho nghe cái cũng không chịu nghe nữa. Dễ ghét. Chú Sinh, là chú Bảo. Dạ, chú mới về. Chú Sinh à, sao chú thấy con cũng ôn luyện tinh thông kinh sử rồi mà con không chịu đi thi? Dạ, con cũng muốn đi thi. Dạ, con cũng có ý muốn chờ. Sao lâu quá mà không thấy tin tức gì của công chúa. Chú Sinh. Chú Sinh. Dạ. Con làm gì ngồi thừ ra vậy? Con nói con chờ là chờ cái gì? Chờ ai? Dạ không, con chờ là con đang chờ kỳ thi. Kỳ thi cũng sắp tới rồi. Chú cũng lớn tuổi rồi. Chú mong muốn một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy con làm rạng danh dòng họ Chu của mình. Dạ thưa chú, nhưng mà... Từ ngày thím mất, nhờ con về phụ chú, nên cuộc sống của chú cháu mình cũng đầy đủ. Bây giờ cũng dư giả được chút đỉnh để làm lộ phí con đi thi. Kỳ thi này con không được bỏ. Con mà chưa công thành danh toại đó, thì chú cũng không an lòng. Dạ thưa chú, con sẽ đi thi. Con sẽ làm rạng danh con cháu trong nhà hội Chu. Và con muốn thực hiện lời hứa với một người. Lời hứa? Hứa gì vậy? Dạ, lời hứa là con sẽ đi thi. Con hứa rồi nha. Được rồi, bây giờ chú sẽ đi soạn hành trang cho con. Chuẩn bị đi thi nha con. Nha. Để chú Thiếm, cậu Chu Sinh thi đậu rồi. Đỗ Phương Cốc đang về tới kìa. Thi đậu rồi. Chú, vậy là con đã thi đậu rồi. Cảm ơn trời Phật, con đã hoàn thành lời hứa năm xưa với anh chị con rồi. Vô nhà đi con. Dạ. Đi. Vô nhà đi con. Để ta đưa hai mẹ con các người vô công đường để gặp quan. Chứ ở đây chờ biết giờ nào mới xong. Đi. Chú tình con có việc gì? Sao lại không vào trong? Tình cờ ta gặp hai mẹ con đi lạc. Nên dẫn vô đây nhờ con giúp giùm. Đi lạc? Ừ. Cô nương là ai? Đi tìm ai mà tại sao lại lạc đường? Dạ, thiếp ở miền xa, thiếp bà con đi tìm người thân. Đến đây thì bị lạc. Bây giờ thiếp không biết tìm người ấy như thế nào nữa. Đi tìm người thân?
Người thân của nàng là ai? Tên gì? Dùm người bà con ấy ở đâu? Có đặc điểm gì để nhận dạng không? Bà con thì không, người thân thì chỉ có miếng bảo ngọc này để nhận ra nhau. Có phải người thân của nàng cũng có miếng ngọc bội này không? Đúng là chàng rồi. Đúng là chàng rồi. Hoàng Nhi, con trai, như vậy là cha con vợ chồng mình được đoàn tụ rồi. Nè, con trai của ta, chàng về coi. Âm dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Vô lý nói sao? Làm gì chuyện lạ lùng vậy chứ? Thiên cơ bất khả lộ. Tôi biết ngài là hàng quý tộc, cho nên tôi mới tiết lộ. Tin hay không là tùy ngài. Ông bảo rằng ngày rằm tháng sau phò mã thiên triều sẽ ra đời tại vùng này sao? Hả? Đúng vậy, và sẽ trở thành một thiên tử sau này. Vô phép, láo xược quan đường. Các vì sao chư hầu sẽ về đây nghênh đón? Tôi nhìn thấy trên bầu trời. Không thể nào tin được. Nơi đây vùng quê nghèo lắm, chó ăn đá gà ăn muối. Ông có biết đương kim hoàng thượng ở đây cách hơn 10 ngày đường không? Tôi biết, và tôi cũng biết rõ điều này. Nếu đến tay hoàng thượng thì thật là đắc tội. Nhưng vì có liên quan tới ngài nên... Cái gì? Sao liên quan đến ta? Nhà ngươi biết ta lại không? Thưa ngài, tôi chỉ là một đạo sĩ không màng thế sự. Tôi không biết ngài là ai, nhưng cơ duyên đã cho tôi gặp ngài, tôi không thể không nói. Nói đi, nhà ngươi cứ nói đi. Người này sẽ là khắc tinh của ngài đó. Khắc tinh của ta? Ngôi thiên tử trong tương lai thuộc về ta chứ? Âm thầm chuẩn bị cho ngày đó bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng nếu gã thầy pháp này phán thiên tử mới ra đời gì đó sẽ là khắc tinh của ta thì có phần đúng rồi. Không được, dù đúng hay sai ta cũng phải ra tay trước để trừ hậu hoạn rồi. Nè, ông làm thầy tướng kiểu gì á, tài giỏi bao nhiêu ta không biết, nhưng những gì ông vừa nói á, nếu mà tới tay người thứ hai á, lúc đó đừng có trách ta nha. Tội khi quân á là bay đầu đó. Mà khoan, ta hỏi thêm điều này, nhà ngươi phải nói rõ hơn. Một quý nhân được sanh ra chắc chắn không phải là con nhà tầm thường, mà phải là con nhà quyền quý đúng không? Thưa ông, chỉ là con nhà nông dân. Con cái nhà nông dân à? Ở đây có cả ngàn cái dạng đứa trẻ sinh ra, biết là đứa nào chứ hả? Người này có một bớt son, nó nằm ngay trong lòng bàn tay. Thật là quan được. Nhớ lời ta đó, nếu bếp xếp á, mất cái đầu nhà ngươi đó, nghe chưa? Thank you.
Dừng lại nghe chuyện chút đi. Đằng kia ngôi nhà, vô xin nước uống đi. Dạ tuân lệnh. Dạ bẩm ngài, chúng ta đã lùng sục các làng lân cận đây 3 ngày rồi mà vẫn chưa có kết quả như ý của ngài. Liệu ngài có nhầm lẫn gì không mà? Thôi tệ tướng, hay là chúng ta quay về đi. Cầm miệng, đi theo ta. Dạ. Nhà ơi. Dạ xin chào. Chúng ta muốn nhờ nhà của ngươi để nghỉ ngơi một lát. Mau chuẩn bị trà nước để tiếp khách quý đi. Khách quý? Cái thằng này á, nó nói thô lỗ lắm. Chú em đừng để ý làm gì hết á. Chúng tôi ghé đây xin miếng nước uống rồi đi ngay mà. Dạ có ngay ạ. Xin mời các vị nghỉ chân ngoài hiên. Trong nhà chật chội tôi e bất tiện ạ. Xong vô nhà cho nó mát. Ấy ấy không không, vợ tôi mới sanh đang ở cử, tôi e bất tiện. Sao? Nhà ngươi nói sao? Vợ nhà ngươi mới sanh à? Được bao lâu rồi? À, dạ nếu tính hết ngày hôm nay được 3 tháng rồi ạ. 3 tháng? Vậy là con của ngươi sanh nhầm ngày rằm à? Mà là con trai con gái vậy? Dạ con trai ông. Thằng bé khôi ngô lắm. Thật đúng là trời ban cho vợ chồng tôi mà. Vậy là chúc mừng nhà ngươi đó. Nhưng mà ta nghe nói á, đứa trẻ sinh ra phải có dấu vết gì đặc biệt á, sau này á nó mới là nhân tài được. Vậy con nhà ngươi á, có dấu vết gì đặc biệt không? Khác người á? À, tôi thấy thằng bé vẫn bình thường mà. Nhà ngươi xem kỹ chưa? Nè, nói nhà ngươi biết, ta mới xem tướng đó. May mắn vợ chồng nhà ngươi á, hôm nay gặp được ta đó. Thật vậy à? Ừ. Vậy con xin mời ông vào nhà xem qua thằng bé. Ừ. Em ơi, có khách quý ngài đây biết xem tướng, đưa con mày ra cho ngài xem nào. Đâu nào, đưa ta xem thử coi. Không xong rồi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy thưa ngài? Ta nói nguy to rồi đó. Đứa bé này sanh nhầm giờ phạm. Nếu không lập tức á, lập đàn cúng tế là nguy hiểm tính mạng cho nó. Mà còn nguy hiểm tính mạng vợ chồng nhà ngươi nữa đó. Vậy giờ tụi con phải làm sao? Còn xin ngài giúp đỡ hả? Phải rồi đó. Hai vợ chồng nhà ngươi tốt xấu lắm mới được gặp ngài đây. Với những đứa trẻ mà sinh ngay giờ phạm, trước sau gì cũng bị quỷ thần bắt đi à. Dạ dạ, vậy bây giờ phải làm sao? Dạ, trăm thượng nhà ngài giúp đỡ á, tôi xin đổi ơn ạ. Bây giờ á, anh chạy liền ra chợ để mua lễ vật, nhang đèn, hoa quả, tam sinh đầy đủ nghe chưa? Còn chị á, tạm thời lánh mặt vô buồng đi, kẻo u uế nơi cúng kiến á. Hai người mau đi đi. Dạ dạ. Nhớ dạ. Lời ta dặn đó, để đứa nhỏ ta xem cho. Dạ, trăm sự nhà ngài ạ. Ừ. Sao mày? Thôi để tao bóp mũi nó cho xong. Tao thấy tội quá, mình không thể ra tay nữa được. Tội cái gì? Mình là lính lát, ổng kêu sao mình làm vậy đi. Nghe lời á, cũng phải tùy chuyện chứ. Mày mà thất đức quá ông trời phạt mày á. Chứ giờ mày tính sao? Bây giờ không giết nó là ổng giết tao với mày đó. Tao không biết tính làm sao nữa. Nhưng mà ừ nè, bây giờ á mình thả xuống sông đi, biết đâu phước đức nó còn lớn, nó còn sống sót, mình khỏi phải ăn tội. Ừ, vậy cũng được, coi như là tao với mày làm theo lời ổng rồi đó.
Thôi mày ở đây đi, tao kiếm cây làm cái bè rồi trả tôi xong rồi trôi. Những cái đồ số mạng nó còn sống thoát thì hên cho nó thôi. Lại có đứa bé trai kháo khỉnh như vậy mà trôi sông như vậy chứ? Chắc đây là ý trời rồi. Ta sẽ đem con về nuôi. Khoan khoan, theo ta nghe, về làm con ta nghe. Xong nè, về đi con, trễ rồi. Chủ nhà đâu? Mau ra tiếp đón qua lớn. Dạ bẩm quan lớn. Dạ rất là vinh hạnh được quan lớn ghé tới đây. Xin mời quan lớn ngồi. Dạ đây là con tôi. Con chào quan đi con. Dạ con xin chào quan lớn. À cha, con mới đánh bắt được mớ cá, hay là mình làm bữa mời quan lớn nha cha. Được đó con. Thôi con vào trong chuẩn bị đi con. Dạ. Để con tôi nó làm bữa rồi mời quan luôn à. Đem nước ra nha con. Cậu này rất là khôi ngô tướng tú. Dạ. Xin lỗi con được mấy cháu rồi. Cháu này năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ thật ra tôi không có con. Đây không phải là con ruột của tôi, mà đó là con nuôi. Tôi đem nó về từ lúc nó còn đỏ hỏn, nuôi cho tới bây giờ là 18 năm rồi đó thưa quan. 18 năm rồi? Dạ. Tôi có một chút tò mò. Dạ điều chi quan? Xin lỗi, ông nhặt được cậu bé này trong hoàn cảnh nào vậy? Lúc đó đó, tôi đi câu ở sông, thì đang ngồi câu như vậy, tôi thấy đằng xa có con gì nó trôi tới, một cái nôi được kết bè thả trôi sông. Tôi mới lội xuống thì thấy một bé trai rất là kháo khỉnh. Tôi mới đem cái nôi đó về nuôi luôn. Đó là cậu con trai này đó quan, tôi đặt cho nó là tên Sông đó. Ông còn giữ cái nôi đó không? Dạ, đó là kỷ vật mà quan, tôi còn giữ chứ quan. Cho tôi xem nữa coi. Dạ thưa quan, để tôi vào trong tôi lấy đem ra. Dạ. Dạ thưa quan, cái nồi này nè quan. Thì ra là hai tướng quân ngày xưa đã phản lại ta, muốn chết cũng toàn thay mà. Giờ phải làm sao đây? Ta phải tính nhanh lên mới được. Thằng bé này tướng rất sang trọng, không khéo mà lão thầy pháp nói đúng. Dạ con mời quan dùng nước.
Dạ, mời quan dùng nước ạ. À, cha, bữa trưa con đang chuẩn bị gần xong rồi đó cha. Vậy à, con dọn lên đi, rồi mời quan luôn. Dạ. Nó đâu rồi? Ông đúng là người nhân hậu. Dạ. Đứa con trai ông á, thật là khôi ngô tuấn tú. Thôi được rồi, để ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng để ngài ban thưởng cho cha con ông. Dạ thưa quan, cha con tôi nào dám nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Nuôi nó lớn như vậy chỉ cầu mong cho nó được học hành tới nơi tới chốn là mãn nguyện lắm rồi, chứ không bao giờ dám nghĩ cái chuyện mà được vua ban thưởng đâu. Quan thương tình nói vậy chứ tôi nào dám nghĩ đâu. Vậy à. À, mà hiện bây giờ á, ta cũng bận đi kinh lý rồi, chưa quay trở về kinh đô. Thôi được, để ta thảo một bức thư để đứa con ông á cầm về kinh đô dâng lên cho hoàng thượng. Khi ngài đọc xong á, chắc chắn sẽ ban thưởng cha con ông. Nhưng mà đây là bức mật thư, tuyệt đối không để lọt ra ngoài, nên nhớ điều đó. Dạ biết rồi thưa quan. Thôi bây giờ ông vô trong chuẩn bị bút mực cho ta. Quan trời một chút. Khách quan. Dạ, dạ mời khách quan vào đây dùng trà. Đồ ơi, dạ mời khách quan. Dạ ghé đây, dạ ghé uống nước giùm. Dạ 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 mời khách quan rồi. Dạ mời khách quan rồi. Trời ơi, thấy đường xa xa xôi gặp cậu mừng quá. Đi mệt phải không? Dạ. Nắng quá phải không? Vô đây ngồi trong mát, đổ một ly trà giải khuây ha. Thưa chủ quán, tôi có việc đại sự đi lên kinh thành, đi ngang qua đây tôi khát nước quá. Ông cho tôi xin chén nước nha. Chỉ có chuyện nhỏ thôi, một ly trà đâu có đáng là bao nhiêu. Dạ. Trời ơi, cậu trẻ như vậy mà làm chuyện đại sự rồi sao? Thật ra là như vậy, có một vị quan, đó là quan tể tướng, có trao cho tôi một bức mật thư và dặn dò tôi là trao tận tay cho hoàng thượng. Đây là một cơ hội có 102 để mà ý kiến hoàng thượng. Hay quá, vậy là cậu là người của tể tướng hả? Ông tể tướng nhờ cậu đem dùng bức mật thư hả? Bãi bà, đi ra tiếp đón người của tể tướng nè. Cậu ra trẻ chờ một chút nha. Tôi biết rồi, người của tể tướng mà. Đủ ngon quá à. Ngửi cái thơm lắm, đủ ngon quá à. Dạ thôi, con có chút lòng thành mời cậu uống một ly rượu nhạt để gọi là chúc cậu được nhiều may mắn trên con đường đi vậy mà ha. Dạ mời cậu. Đó, dạ ngon nhiều quá. Nè uống đi, rượu ngon lắm. Rượu ngon hả cậu? Dạ. Ủa sao mới đây ngất lẹ vậy? Làm miếng coi. Bạn được, làm xỉu luôn. Nè, mau lục coi, có vàng bạc châu báu gì không, lục đại đi. Châu báu đâu, châu báu. Cái tướng làm việc cho tể tướng là phải có vàng bạc nhiều. Chứ không có làm sao mà không có chứ, lục đại đi. Lục gì, tôi thấy gì đâu. Lẹ đi cho rồi, để nó tỉnh vậy rồi lấy cái gì mà ăn. Nè, ăn đi. Cái gì? Đó, châu báu đó. Ủa, cái này là cái gì? Lá thơ. Trời đất, thơ làm cái gì? Để tôi bị lục lên hết, coi nó có tiền bạc gì không. Trời ơi, cậu này nhìn là thấy không có tiền đâu. Tôi nói cho bà nghe, tại tôi nghe cậu nói cái khăn một mực là giữ kín cái bức thơ này, lúc nào cũng ôm trong mình đó. Biết cái này ai gửi không? Ai gửi? Ông tể tướng, ông viết thư này, ông nhờ cậu trai trẻ này đem lên kinh đô gửi cho hoàng thượng. Cho hoàng thượng hả? Đó, thì tôi muốn biết cái bức thư này ông tể tướng viết cái gì mà đưa cho cậu này đem lên kinh đô, biết không? Ồ, vậy hả? Đọc đi, ông đọc đi.
coi thằng cha tể tướng ác nhân sát đức này, coi thằng cha nói cái gì. Nói thiệt với ông nha, cái thằng cha tể tướng này đó hả, mà chả còn ngồi cái chỗ này đó hả, thì dân tình 3 tháng nó khổ sở dữ lắm đó. Mà nó đúng á, trong này nó ác lắm. Ác lắm, ừ. Ông hai vợ chồng mình tan nhà nát cửa, tan gia bại sản, 3 đời ngóc đầu lên không nổi cũng tại cha tể tướng này. Đúng. Để tôi coi thử ông viết gì nha. Đọc đi. Coi. Thôi đi. Trời đất ơi, đọc đi, đọc coi cái gì, chẳng đứng cười hoài vậy. Đọc được chưa? Đâu có đọc đâu. Sao vậy? Tự nghiên cứu cái chữ sao tao mới đọc. Ừ. Bà ngộ ghê. Thật là quá ác tâm ăn đức. Nửa lòng nào nó bất bất thương này. Đội số cụ trai trẻ này là người tạo phản, đưa cho nhà vua đặng chắc đầu cụ trai trẻ này. Thật quá đáng. Qua đây. Thầm. Trời ơi, mà giống quá. Giờ chơi chút xíu. Thì này à. Sao? Ông quan tể tướng ông ác quá, ông đưa cái bức mật thư này, ông giết ông nói cái cậu trai trẻ này là tạo phản với nhà vua, đặng nhà vua nhận bức thư này là giết cậu trai này luôn. Trời đất ơi, sao ông ác dữ vậy? Bởi vậy. Trời ơi, bây giờ phải làm sao để cứu cái cậu này chứ, bây giờ để vậy làm sao được? Đọc lại lần nữa kỹ coi. Ừ, đọc lại kỹ đi. Sao ông, có cách chưa? Trời ơi, cách nào thì nói đại đi, mà cứ đứng nó cười hoài vậy trời. Có rồi. Có chưa? Thôi đi, có cách không có cách gì thì phải cho người ta biết cái ngồi nó cười hoài à. Tôi cười thiệt chứ bộ. Cười thiệt là sao? Bà không nhớ sao, lúc còn trẻ tôi là bút pháp như là rồng bay phượng múa. Đúng. Ở trong lớp học tôi là số 1. Nhờ chỗ đó thầy thương tôi quá nên thầy đã đuổi tôi. Ủa, sao ông bị đuổi vậy? Là vì tôi thường giả bút pháp của thầy đặng trốn học nên tôi bị đuổi. Trời ơi. Nói vậy cho vui thôi. Tôi chỉ cần điểm vào đây 2 nét thôi là cuộc đời chàng trai này sẽ hoàn toàn thay đổi. Thiệt hả? Chứ sao? Cụ tôi đây. Xong. Dạ muôn tâu hoàng thượng, ngoài kia có một thanh niên muốn xin được ý kiến hoàng thượng, nói là có một bức thư mật của tể tướng muốn giao tận tay cho hoàng thượng ạ. À, tể tướng đi kinh lý đã lâu chưa thấy về, nay lại cho người đem thư mật, chắc là có điều hệ trọng. Được, cho người ấy vào. Dạ. Bệ hạ quên rồi sao? Trước khi đi, tể tướng có hứa với ngài là sẽ đi tìm người tài trong thiên hạ về cho triều đình. Chắc là đây rồi. Tể tướng có nói mà ta quên. Nhân tài ngày nay thật là khó kiếm. Phải đích thân tể tướng lặn lội đường xa thế này, ta thật là ai nấy. Đây rồi. Có thế chứ. Đây là người mà tể tướng tiến cử vào ngôi vị phò mã đây sao? Trông thật khôi ngô sáng sủa quá phải không bệ hạ? Ta rất tin tưởng vào sự tiến cử của tể tướng. Ta sẽ chọn ngươi làm phò mã, gả công chúa cho ngươi. Dạ. Dạ, dạ đa tạ. Đa tạ hoàng thượng. Chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ, mở hội mừng trong cả nước. Chiếc nói vậy mà bệ hạ thấy có đẹp lòng không? Được, ta trưởng tấu. Biết gì chưa?
cả nước mình được miễn thuế 3 năm á. Nhưng ngày đám cưới của công chúa đó, mừng quá, cầu xin cho nhà vua này được sống lâu trăm tuổi đó. Đúng rồi, mà tôi nghe nói hả, đâu là nhờ phò mã cầu xin mới được như vậy đó. Phò mã này nghe nói xuất thân từ dân lao động nghèo nên mới thông cảm cho dân tụi mình. Trời ơi, mình cũng may mắn quá. À, tôi nghe nói đâu có thằng Song ý quên, mà cái cậu Song nè, con có ông Tư á, là anh trai kế bên á. Nó phò mã nào vậy? Nó chuyện quan đường gì vậy hả? Cái ông này, ông bị cái gì vậy? Bố cá trong toàn dân mà ông cũng không biết nữa sao? Ôi tôi kệ ông đi, cái ông ở trên đường mới xuống ông không biết thôi nha. Cái phò mã Song nè, ai cũng tung hô đều biết hết trơn à bà. Thôi, đi đi ba. Nè nè, đứng lại coi. Kệ ông. Đứng lại coi coi. Phò mã Song nào hả? Ơi. Trời hại ta rồi mà. Làm tốt lắm. Tể tướng thật hiểu ý ta và hoàng hậu. Ta sẽ ban thưởng công lao cho tể tướng. Dạ muôn tôn, bệ hạ nói gì thật không hiểu à. Ta đã chọn được phò mã ưng ý cho con gái của mình. Thật lòng ta rất cảm ơn tể tướng đã tiến cử. Tiến cử? Tiến cử? Sao tể tướng có vẻ ngạc nhiên vậy? Chứ không phải tể tướng cho người mang mật thư giao cho ta, tể tướng đã ghi rõ như vậy sao? Đây. Cho truyền phò mã. Thần xin ý kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Xin đa tạ tể tướng. Ta thấy phò mã đây có khí chất hơn người, ta sẽ ra chức dạy dỗ truyền bảo cho phò mã, hy vọng sau này sẽ thay ta giữ gìn xã tắc. Tể tướng, người đã có công tiến cử phò mã thì phải hết sức trung thành và bảo vệ phò mã. Thần xin tuân lệnh. Chứng kiến cảnh chàng trai mà mình ra sức hãm hại không thành lại được nhà vua trọng dụng, tể tướng đành nuốt căm giận vào lòng, dự tính bài mưu độc khác. Ông bảo rằng ngày rằm tháng sau phò mã thiên triều sẽ ra đời tại quân Mỹ Sa. Đúng vậy. Dạ, con mời quan dùng nước. Dạ, mời quan dùng nước ạ. Người này sẽ là khắc tinh của ngài đó. Cho truyền phò mã. Xin đa tạ tể tướng. Ai dè trời cao có mắt, vừa quay bước ra khỏi nội cung, hắn ta bất ngờ bị té chết tươi. Âu cũng là cái giá phải trả. Về phần chàng trai hiền lành tốt xấu, sau khi trở thành phò mã nhờ sáng dạ và có thiện tâm, ngày càng được vua cha tin yêu quý trọng. Chàng tìm về quê cũ báo ân cha nuôi và cha mẹ ruột. Về sau, chàng được nhà vua truyền cho ngôi báo, trở thành một vị minh quân hết lòng vì dân vì nước.